Tuần sau mình sẽ gặp ASE, một đội tuyển tân binh, với lại Sài Gòn Buffalo, một đội tuyển cũng kỳ cựu rồi, để thấy như thế nào về đối thủ của mình. Thú thật thì đối thủ đầu tiên tuần sau gặp thì như là ASE thì không nghĩ là một tân binh đó, năm nay đánh rất là yếu nên là kết quả sẽ dễ dàng 2-0 trái E thôi. Còn là SGB thì trận đó khá là căng, chăm trước lắm thì trái SGB một game rồi SE cũng win 2 trận, kiểu gì cũng thắng. Mục tiêu mùa này của SE là 14-0. Hello mọi người, thì ngày hôm nay thì chắc là Linh cũng đã xin phép được gặp Địa để có thể phỏng vấn thêm như buổi phỏng vấn offline thôi. Đầu tiên cảm ơn Địa nha, đã tham gia cái buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Địa gửi lời chào tới mọi người đi. Hello mọi người, em là Địa, một thành viên đừng giữa mới bị thả xích của FPTC. Cảm giác của em như thế nào khi mà được thả xích ở trong cái ván thi đấu đầu tiên mình đánh chuyên nghiệp ngược trở lại sau hơn một năm mà mình không được đánh á? Cái ván đầu tiên thì em nghĩ em đánh cũng bình thường, mà chắc là Gam với là anh Khánh Tri Ân em mấy anh ạ, nên là mới được như thế, chứ em đánh cũng có hay đâu. Ây da, sao khiêm tốn vậy, bữa nay sao thấy khiêm tốn vậy, bình thường thấy gáy trong clip rồi các thứ lấy gáy cũng căng lắm mà. Không, em khiêm tốn chứ giờ. Nhưng mà anh hỏi thiệt em là em có cảm giác hồi hộp không, mình đánh chuyên nghiệp lại á? Cảm giác nó bình thường lắm, cứ vô đánh như chơi game hàng ngày thôi, đâu có gì đâu. Tính ra cái hay đó ha, cái đó là cái tính hay á. Tại vì cái đợt mà năm 2018 khi mà em đi đánh Rift Rival á, là em thấy em ra quốc tế đánh cũng rất là bình thường, đụng như đụng châu Vi rồi các thứ đánh rất là thoải mái luôn ha. Thì đợt, nhớ là đụng châu Vi với cả Nai, anh sao mấy cơ với cả Nai đó. Ừ, đợt đó đánh đấy cũng thoải mái ha. Rồi thôi, thú thật là như thế này nè, khi mà coi Địa đánh á, anh thấy Địa vẫn giữ được cái bản sắc của mình ở trong những cái ván thi đấu vừa qua, tức nghĩa là Địa rất là chịu BK, chịu chơi hit ở đường giữa. Thì để nghĩ đối thủ của mình như thế nào á ở trong hai ván vừa rồi? Tính tổng thể BO3 luôn đúng không anh? Ừ cả BO3 là theo trận đấu thôi, cả BO3 luôn đi. Nếu mà cả hai trận trong cặp đấu BO3 thì cả hai đối thủ của em đều rất là khó chịu anh ạ. KT thì đánh farm như kiểu Jovi vậy, farm không biết con lính nào, còn em thì chỉ biết BK đi đánh nhau thôi. Nên là em vẫn còn chắc hơi yếu một tí, chắc em phải luyện tập thêm. Còn mấy Blay thì và lại có một pha solo kill em thì em cũng không biết nói gì, không dám cái nữa. Để cảm giác như lần quay trở lại này thấy khiêm tốn hơn ha. Nhưng mà lúc mà nãy anh có nghe DNK có phỏng vấn á, thì DNK có nói một cái câu là team của mình á thì sẽ đánh thiên về tay to nhiều. Vậy những cái tình huống kiểu dạng BK á, người ai sẽ là người côn chính? Ví dụ như Địa có côn là pha này ra găng được, hay là rừng tự nhận thấy những cái tình huống có thể can thiệp được? Thường thường thì mấy pha đánh của team thì đánh nhau to thì thường em sẽ con xương xương thôi, còn lại anh em thích đánh như nào thì em đánh, anh em đánh. Anh em thì toàn là người đánh hay, với lại kiểu biết vận hành game như nào, là cũng không có nói nhiều về mấy cái ấy nè. Còn tính mình con chính cân chính thì đa số là anh lấy con chính anh ạ. Vẫn là bạn em chỉ đánh theo thôi, đúng rồi anh. Nhưng mà anh thấy Địa vẫn giữ được cái bản sắc của mình nha, hơn một năm mà kiểu dạng vô BK, Địa thường hay là kiểu dạng nhắm vô những cái vị trí chủ lực của phía đối phương á. Thì cái đó là cái mà Địa đã, lúc mà trước đánh chuyên nghiệp thì Địa cũng thường hay rất là làm. Một cái điểm anh chú ý nữa nè, là trước đây á thì Địa kêu là Địa không có hạt, nhưng mà bây giờ anh hỏi thiệt là Địa có hạt không ở trong giai đoạn vừa qua không? Lúc em nghĩ tới bây giờ thì em bỏ game cũng được tầm nửa năm, em mới bắt đầu trở lại gần đây thôi. Tại vì anh thấy cái bể tướng của Địa là đang 6 ván Địa quất 6 con khác nhau. Tại vì cái đó là mấy đợt trước em đánh giải ở bên nhất A với bên Ga, mấy anh người ta nói của mình em hay là của mình, em thấy người ta nói em ít tướng quá nên là bây giờ em muốn đánh cho người ta xem cái bể tướng của em nó như thế nào. Chắc tuần sau thì đánh BO3, đánh 2 trận thì cho 4-0 thì em sẽ đánh thêm 4 con tướng nữa, tạo thành 10 con. Ồ, chắc là đánh về vào lộn, đánh là 4 trận không hay là đánh 6 trận nữa? 4 trận này, 4 trận thôi. 4 trận à? Như vậy là em cũng để ý về cái bể tướng của mình ở mùa giải năm ngoái đúng không? Mà em muốn khẳng định cái bể tướng của mình. Nhưng mà thật ra thì Địa đang quay trở lại với một cái meta khá là phù hợp với cái ý đồ của Địa. Tức nghĩa meta này bây giờ anh cảm thấy như là hầu hết những cái con tướng nào cũng đều có thể xuất hiện ở khu vực giữa đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Cái meta này rất là phù hợp với em. Nhưng mà có cái con Seraphan với lại cái con Kama, em chỉ nhắn sạc đánh hai con á, sạc không có cho, hơi buồn một tí. Ây da, như vậy. Biết đâu đấy đúng không, biết đâu đấy đúng thời điểm thích hợp. Nhưng mà hai con đó thì nếu như mà theo cái
ý nghĩa của thầy Sẹt đi, thì Địa cũng sẽ là người chơi đa phần là gây sát thương từ đầu ra, thì nó sẽ không hơi không có hợp, nó hơi phí, cá nhân anh thấy ha, nó sẽ hơi phí với cái khả năng của mình á. Thì anh nghĩ anh cũng đồng ý nha, chỉ cho tới một vài những cái trường hợp đặc biệt thôi, thì nó sẽ cái sự lựa chọn mà anh nghĩ cũng sẽ ẩn giấu được. Nhưng mà thực sự là Địa có muốn chơi Seraphine không? Dạ có nè, trong trang em đòi anh Sẹt cho em đánh rất là nhiều luôn, nhưng mà anh Sẹt không có cho, tại vì trong cái team nó thường thường mà dạ trâu nó hay bị được trẻ lại, thấy trong trang nó xử lý nhiều pha nó trẻ lại lắm, nên là rất là muốn đánh con để dàn hán cho nó đó. Nhưng anh Sẹt không có cho, buồn tí. Là muốn đánh cho Celeb ở đường dưới hả? Dạ đúng rồi anh ơi. Nhưng mà đây sẵn nói tới Celeb thì cái màn trình diễn của Celeb thì để thấy như thế nào ở trong hai cặp BO3 vừa rồi? Cái màn trình diễn của Celeb trong hai cặp BO3 rồi thì em thấy không cần gì, trừ cái game 2 trận với Gam, cái pha đầu tiên với lại cái pha ở trong red gần cuối game, thì Gam đó Celeb kiểu đần lắm, còn mấy game khác thì không có gì phải bàn. Các game mấy game đó Celeb bị thiếu ngủ thì hay là hoặc là bị lao lực quá. Chắc cũng trong con đêm và thôi chắc trong con đêm thì những cái tình huống kiểu dạng mất lợi thế như thế thì ở trong cái giải đấu chuyên nghiệp thì cảm giác như nó cũng sẽ đi luôn cả cái ván thi đấu đúng không nè? Dạ đúng rồi ạ. Cái trận 2 thì từ cái tình huống đó thì nó dẫn tới tình trạng bị bên kia Serapon rất là nặng, với lại bị out một tí đồ. Anh chứng những pha giao tranh bên em làm rất là đẹp nhưng mà không có đam hay là thua luôn. Anh cảm thấy như ở mùa này nha, ở VSET mình với lại cái trình độ của những cái đội tuyển trên thế giới luôn, và đặc biệt ở VSET mình luôn, thì nó được rút ngắn đến khá là nhiều. Để có thấy vậy không? Để có thấy khoảng cách của những cái team nó đang được rút ngắn dần không? Đó mà em thấy tất cả các team VSET bắt đầu đánh rất là hay luôn, rất là khác hẳn một năm trước em từng đánh giải. Trình độ rất là lên, em không biết là vì cái gì tác động vào. Kiểu dạng người ta cũng nghiên cứu thêm về cái cách vận hành game á ha. Dạ. Cái ý nghĩa trong màu áo của phía SVTC đối với Địa sẽ như thế nào? Nãy giờ thấy Địa cứ khoe hoài. Tất nhiên là sống bằng tình cảm rồi anh ơi. Sống bằng tình cảm. Sẵn đây đang tính hỏi Địa thêm một vài câu nữa đi ha, để mình kết thúc nhanh. Thì trong cái khoảng thời gian mà Địa không đánh chuyên nghiệp á, thì Địa có chú ý đến một mid lane nào ở thế giới không? Hay là mình có theo dõi giải đấu và đâu là cái tuyển thủ mà Địa thấy ấn tượng nhất ở trong giai đoạn vừa qua không? Từ cái lúc em nghĩ giải đấu tới bây giờ thì bắt đầu từ tầm tháng 4, tháng 5 em mới bắt đầu qua lại giải. Và gần đây em cũng coi nhiều hơn thì em để ý tới Chovy đi lên farm không biết PK cũng hay. Sắp tới sẽ thấy được một như vậy á. Cũng đang bỏ ngỏ nhiều mẫu chức tướng mà kiểu dạng ôm farm xong rồi gây sát thương hả? Chứ dạng tướng anh Sẹt cũng không có cho, từ từ anh sẽ bác vào hết. Thú vị đó, thấy cái màn trình diễn của Đệ với lại cái sự tự tin của Đệ nữa, đặc biệt là cái niềm vui của Đệ khi mà được đánh chuyên nghiệp ha, nó truyền cái cảm hứng, nó truyền động lực dành cho người xem. Anh cảm thấy rất là vui với cái câu trả lời của Đệ. Thôi chắc là câu hỏi cuối đi. Tuần sau mình sẽ gặp ASE, một đội tuyển tân binh, với lại Sài Buffalo, một đội tuyển cũng kỳ cựu rồi. Đệ thấy như thế nào về đối thủ của mình? Thú thật thì đối thủ đầu tiên tuần sau gặp thì như là ASE thì em nghĩ là một tân binh đó em thấy đánh rất là yếu, nên là kết quả sẽ dễ dàng 2-0 trái E thôi. Còn là SGB thì trận đánh khá là căng, chăm trước lắm thì trái SGB một game rồi SE cũng win 2 trận, kiểu gì cũng thắng. Mục tiêu mùa này của SE là 14-0. 14-0 là bất bại luôn. Đúng rồi anh ạ. Còn mục tiêu cá nhân của Địa? Mục tiêu cá nhân của em thì em chuẩn bị xong hết rồi, chuẩn bị xong ba lô các thứ đi Mỹ hết rồi, chỉ chờ ngày đi thôi. Như vậy là Địa hướng tới cái mục tiêu là xa hơn, được đi chung kết thế giới đúng không? Đúng rồi. Mình có muốn là được MVP của cả mùa giải không? Không bạn, dạo này già đến hay lắm nên chắc không có lấy được thôi, già đến bay quá. Là Celeb á hả? Celeb đánh tốt. Tự nhiên dạo này nó trẻ lại quá, chắc là không có giành được với nó đâu anh ạ. Rồi, chắc được, xin cảm ơn Địa cái màn phỏng vấn ngày hôm nay. Chúc Địa luôn thành công ở trong những cái vòng đấu sau nha, với lại luôn giữ được cái niềm vui khi mà mình chơi game. Cảm ơn Địa rất nhiều. Cảm ơn anh, bye bye và nhiều.